Cho đến 16 giờ chiều qua ngày 22 tháng 9, thi thể của nam thanh niên Hàn Quốc tử nạn tại thác Đa Thành La ở Đà Lạt được đưa lên xe 115 để chuyển về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, anh Jang Won-seok, 23 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đã tử vong khi đang tham gia trò chơi đu dây vượt thác. Được biết, tour du lịch mạo hiểm này có 11 du khách nước ngoài. Sau khi 6 du khách trong tour du lịch lần lượt nhảy xuống thác nước từ độ cao khoảng 10 mét an toàn, nhưng đến lượt anh Jang Won-seok thực hiện cú nhảy. Có thể do tâm lý hồi hộp, lo sợ nên nạn nhân đã để cơ thể tiếp nước sai kỹ thuật dẫn đến bị ngạt thở. Mặc dù được các hướng dẫn viên và những người trong tour nhanh chóng đưa lên bờ để sơ cứu, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng đến hỗ trợ, nhưng do đường xuống địa điểm xảy ra tai nạn dốc đứng, rất khó di chuyển nên khi lực lượng y tế tiếp cận hiện trường thì nạn nhân đã tử vong. Những ngày này, đi đến đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những gian hàng bánh trung thu thương hiệu lớn mọc lên ở khắp nơi. Mẫu mã các mặt hàng cũng hết sức đa dạng, từ bình dân đến cao cấp để phục vụ theo nhu cầu của người tiêu dùng. Thế nhưng theo thực tế ghi nhận của chúng tôi thì lượng khách hàng đã có phần ít hơn so với mọi năm trước. Nguyên nhân chính là đây. Chỉ cần dạo qua một vòng trên các trang Facebook với cụm từ tìm kiếm là bánh trung thu handmade sẽ cho ra hàng loạt các kết quả như thế này. Nhiều bạn trẻ đã tự mày mò tìm tòi học hỏi cách làm bánh trung thu và bắt đầu mở kinh doanh online, thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Chúng tôi đã tìm đến gốc bếp sản xuất bánh trung thu handmade của chị Nhâm Thị Bích Ngọc, 27 tuổi, ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa chỉ đáng tin cậy đối với người tiêu dùng. Trước mắt chúng tôi là những chiếc bánh trung thu với tạo hình hết sức đẹp mắt. Thay vì là những chiếc bánh được nướng vàng với khuôn tròn truyền thống in hoa văn, thì với khả năng sáng tạo của mình, Bích Ngọc đã trở thành một trong những người đi tiên phong trong trào lưu bánh trung thu có hoa văn nổi như thế này. Một điều quan trọng là màu sắc của những chiếc bánh hoàn toàn được làm từ rau củ quả, không chứa bất kỳ hóa chất nào cả. Thì cái bánh trung thu truyền thống của mình thì nó khá là đơn giản. Thì mình cảm thấy tại sao mình không đưa những cái hoa hoặc là những cái họa tiết lên trên bánh để cái bánh của mình nó sẽ bắt mắt hơn và nó sẽ có những cái nét riêng hơn cho cái thành phẩm của mình. Thì sau đó mình đã đưa lên những cái mẫu mã lên trên bề mặt bánh và sau đó mình nướng theo một cái cách riêng của mình để cho bánh của mình nó giữ màu. Xuất hiện từ vài năm trước, thế nhưng chỉ đến năm nay thì loại hình bánh trung thu handmade mới thật sự nở rộ, tạo thành một cơn sốt trên thị trường. Để thu hút khách hàng, người kinh doanh bánh trung thu handmade liên tục cho ra đời những sản phẩm mới lạ, từ mẫu mã cho đến công thức chế biến, sáng tạo trong từng cách làm bánh. Nếu như bánh trung thu truyền thống chỉ mang các vị cơ bản như hạt sen, đậu xanh, thập cẩm, gà quay, thì bánh trung thu handmade ngoài các vị truyền thống còn xuất hiện thêm những hương vị nhân mới như vị lá dứa, cacao, trà xanh matcha hay nhân trứng muối tan chảy, bánh khoai lang tím, bánh tinh chất từ than tre. Thậm chí là những cách thức chế biến mới chạy theo xu hướng của giới trẻ hiện nay như bánh trung thu tiramisu, bánh trung thu lạnh vị trà sữa trân châu, bánh rau câu, bánh ngàn lớp kiểu Nhật hay đang nổi tiếng tại thành phố Cần Thơ chính là món bánh trung thu đông trùng hạ thảo có 102 này. Bên cạnh đó, mùa trung thu vốn là dành cho thiếu nhi, chính vì thế mà thị trường bánh trung thu handmade cũng không thiếu những loại bánh mang hình các con vật đáng yêu như thế này. Mà hiện nay thì mình cũng chuyển hướng sang là sử dụng những cái loại bánh nó làm handmade, bởi vì nó thật ra thì mình thấy những cái loại bánh đó nó cũng chất lượng và hình dáng rồi màu sắc đồ thì nó cũng rất là bắt mắt. Thì chắc là do sự phát triển cho nên là hiện nay thì bánh trung thu handmade nó cũng rất là nhiều, không những nhiều về mẫu mã mà mình thấy cái mùi vị nó cũng rất là đa dạng. Mình cũng có quan tâm về cái thị trường bánh trung thu handmade thì mình biết là có cả vị trà sữa, rồi vị cacao, vị sữa dừa hạt dưa. Và vấn đề sức khỏe cũng là một trong những tiêu chí hàng đầu khi người sử dụng lựa chọn bánh trung thu handmade. Bánh công nghiệp á, sản xuất với một cái số lượng lớn thì mình có thể chia sẻ một tí xíu. Nếu như mà sản xuất một cái lô hàng lớn như vậy thì chắc chắn ít hay nhiều thì cũng phải có sử dụng cái chất bảo quản. Mặc dù cái chất bảo quản đó là trong y tế mình cho phép sử dụng, nhưng mà người dân mình bây giờ thì hầu như là họ quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe của mình và gia đình nhiều hơn. Nên họ sẽ chọn những cái loại bánh nào mà tự tay làm hoặc là do người thân, bạn bè làm mà họ cảm thấy an toàn nhất.
Bánh trung thu handmade với nhiều mẫu mã, kiểu dáng, mùi vị thực sự đang tạo ra sức hút lớn cho thị trường bánh trung thu năm nay. Lại an toàn vì không chứa chất bảo quản. Thế nhưng đó là chỉ đối với những cửa hàng làm ăn uy tín, đề cao chất lượng và sức khỏe của người dùng. Còn trên thực tế thì không phải bất kỳ cơ sở bánh trung thu handmade nào cũng đảm bảo tốt các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như rõ ràng minh bạch trong các nguyên liệu sản xuất. Vì thế, người tiêu dùng cần phải có sự cẩn trọng, tìm hiểu rõ cửa hàng kinh doanh trước khi quyết định mua bất kỳ sản phẩm bánh trung thu nào. Đến với lễ hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang năm nay, có đến 40 đôi bò từ các địa phương tham gia tranh tài. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 9, các đôi bò đã lần lượt tham gia thi đấu theo đúng phong tục đua bò bảy núi của đồng bào Khmer. Với hình thức loại trực tiếp, cuối cùng, ban tổ chức đã chọn được 22 đôi bò xuất sắc nhất sẽ đại diện huyện Tri Tôn tham dự hội đua bò bảy núi, dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới. Theo quan niệm của người Khmer, đua bò có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đua bò giành được giải cao trong năm không những mang lại cho chủ nhân của chúng niềm kiêu hãnh mà còn mang đến cho cả phung sóc nhiều niềm vui và hứa hẹn công việc gieo trồng được dễ dàng, đem lại một mùa bội thu, dân làng no ấm. Sau khi thắng cuộc, giá trị đôi bò thắng cuộc cũng tăng lên rất cao, nhưng người Khmer không giết, cũng không bán, mà gìn giữ cặp bò chiến thắng như một tài sản quý báu của gia đình và phung sóc. Sầu rĩ trước tình cảnh hơn một nửa diện tích mì bị mất trắng do ngập úng. Anh Bà Linh ở làng Đắc Trang, xã Con Thụp, than thở rằng nguồn thu nhập chính của gia đình anh giờ đây gần như con số 0. Nhưng đó vẫn chưa hết. Điều khiến anh Bờ Linh lo lắng nhất lúc này không có tiền trả nợ mua vật tư, phân bón. Mưa nó nhiều quá. 3 tháng trời mưa mà bó phân với gì mì nó không đắt. Không gì tháng năm nay là rất khó, mình làm ăn là rất khổ. Một hectare thì năm ngoái thì nó hơn 20 mấy triệu. Bữa nay là như vậy đây là sao thu nhập được. Mình nợ nhiều quá thì biết trả sao mì cũng mất hết. Chắc mình phải nợ tiếp. Bà con đây chủ yếu là mua phân bón. Có người thì 5 triệu, có người thì 10 triệu. Theo thống kê, trong số hơn 600 hectare của vụ mì năm nay ở xã Còn Thụp, thì hiện tại gần 130 hectare bị giảm năng suất từ 60 đến 70%. Và xã này vẫn tiếp tục thống kê diện tích có khả năng mất trắng. Xã cũng chỉ đạo chỗ bộ phận chuyên môn phối hợp các thôn trưởng là đi rà soát cái số liệu cụ thể, rồi cũng đề xuất cấp trên hỗ trợ cho dân. Song song với công tác khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là làm thế nào để tránh tình trạng người dân do bị thiệt hại mùa màng, kinh tế gặp khó khăn lại rơi vào vòng xoáy của việc đi vay nặng lãi bên ngoài. Người dân cho biết hiện tại vay 1 triệu, mỗi tháng trả lãi 30.000 đồng, hộ nào vay thấp nhất cũng từ 3 đến 5 triệu. Nhiều thì lên đến cả chục triệu đồng. Với tình hình như hiện nay, không chỉ bà con khó có thể trả nợ cũ, khả năng phát sinh nợ mới là rất lớn. Đây là giống trầu bà lỗ, thoạt nhìn như cây bị sâu ăn. Nhưng thực chất giống trầu này là tất cả các lá trầu khi mới mọc ra đều có lỗ chi chít trông rất kỳ lạ như vậy. Hiện giá bán của cây trầu bà lỗ này từ 15 đến 20 ngàn đồng một chậu, cây trồng khoảng hơn một tháng là có thể bán. Do cây trầu bà lỗ chịu được mát, trồng được trong bóng râm, nên một số nông dân Sa Đéc còn thiết kế trồng trong các chậu treo trong nhà. Nhiều người còn cho rằng đây là cây phong thủy, giúp hút tài lộc vào nhà nên được nhiều khách hàng chọn mua. Việc không ngừng tìm tòi những giống hoa độc lạ của nông dân làng hoa Sa Đéc đã làm cho bức tranh làng hoa nơi đây thêm phần hấp dẫn, thu hút khách tham quan. Em đau họng, tiền sửa bị viêm họng cấp rồi. Có kháng sinh hỏi gì? Có. Cái này là 6.000 một viên nhỉ? 6.000 một viên à? Uống chắc 3 ngày, 3 hay 5 ngày. Cảnh tượng vừa rồi là một trong rất nhiều trường hợp kê đơn tự do ngoài hiệu thuốc. Và những loại thuốc kháng sinh, kháng viêm được bán tràn lan mà không cần đơn của bác sĩ. Thậm chí, ngay cả những loại thuốc biệt dược gốc, thuốc độc có chứa corticoid này cũng có thể dễ dàng mua được. Tôi cũng không cần phải đi để từ bệnh viện để khám lại nữa. Mà vẫn cái loại kháng sinh như thế mà mới cả tôi cũng biết là cái bệnh của tôi. Cho nên là tôi dùng kháng sinh quen ở đây rồi. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm tiền bạc cho người ta là cứ đến là luôn là hiệu thuốc người ta mua. Và tư vấn của hiệu thuốc là cho nhiều thuốc và thuốc kháng sinh mạnh. Ngài đến bệnh viện, đặt niềm tin vào người bán thuốc, không quan tâm đến hậu quả của việc điều trị thuốc không đúng bệnh. Đây là tâm lý chung của nhiều người dân Việt Nam.
việc người dân có thể tự mua kháng sinh dễ dàng, chỗ nào cũng mua được, dẫn đến tình trạng sử dụng kháng sinh bừa bãi. Một số bệnh lý không cần kháng sinh nhưng người dân vẫn sử dụng khiến cho vi khuẩn kháng thuốc. Những bệnh nhân này là một ví dụ. Những bệnh nhân như vậy nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện rất là cao. Và bệnh nhân đấy khi mà chúng tôi rút cái đường truyền tĩnh mạch trung tâm ở cổ ra thì mình lấy máu ở đó mình cấy thì ra vi khuẩn, thì ra đa kháng thuốc. Ngay cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng khẳng định không một quốc gia nào việc mua thuốc lại dễ dàng như ở Việt Nam. Tôi phải nói là việc quản lý bán thuốc ở Việt Nam là thuộc loại lỏng lẻo, thuộc hàng bậc nhất trên thế giới. Đâu cũng có thể mua được thuốc kháng sinh, vừa hại sức khỏe cho người dân, mà một trong những thứ chúng ta thấy ngay là tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh của Việt Nam là thuộc loại rất cao trên thế giới. Ưu điểm của nuôi cá lóc trong vèo so với nuôi cá trong ao đó là không cần diện tích lớn. Trung bình với diện tích vèo khoảng 10 mét có thể nuôi được khoảng 2.500 con. Cá lóc nuôi trong vèo được ăn cá tạp, ốc hến nên thịt chắc và ngon như cá sống môi trường tự nhiên, hoàn toàn không có thuốc hóa học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau 5 tháng thả nuôi thì cá đạt trọng lượng khoảng 700 gram. Hiện nay thương lái thu mua cá với giá 40 đến 41.000 đồng một ký, cao hơn 10.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Trừ hết chi phí sản xuất như con giống, thức ăn, công chăm sóc, khoảng 25.000 đồng một ký cá thương phẩm, người nuôi còn lãi 15.000 đồng một ký cá. Hiện mô hình đang được người dân nhân rộng, nhất là vào mùa nước nổi, giúp người dân ăn nên làm ra, có thu nhập ổn định. Đây là hình ảnh camera ghi lại tại một nhà trọ ở hẻm Cân Nhân Hòa, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tối ngày 21 tháng 9. Như quý vị nhìn thấy, nam thanh niên trong clip này đã vô cùng hung hăng, vừa chở bạn gái vào hẻm nhà trọ, đã quăng ngay chiếc xe rồi dùng chân đạp mạnh vào người cô gái. Sau đó, nam thanh niên còn liên tục đánh đập, xô đẩy cô gái một cách không thương tiếc, thậm chí dùng cả nắp thùng rác để đánh. Bị đánh liên tục, cô gái cố chống lại, nhưng càng chống, nam thanh niên này lại càng đánh mạnh tay hơn. Ngay cả khi có một người phụ nữ lớn tuổi chạy ra can ngăn, nam thanh niên này vẫn không dừng lại, tiếp tục dùng tay tát mạnh vào mặt cô gái, rồi văng lời mắng chửi. Hành động vũ phu này của nam thanh niên thật khiến cho nhiều người lên tiếng phẫn nộ. Cảnh tượng mà quý vị và các bạn đang chứng kiến được ghi lại vào sáng nay ngày 23 tháng 9 trên quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Nhiều người đã giật mình khi thấy xe mô tô mang biển kiểm soát Tiền Giang do một nam thanh niên khoảng hơn 30 tuổi điều khiển, chở theo một người phụ nữ ngồi phía sau, trên tay cầm xấp giấy có màu trắng và liên tục rải những tờ giấy này xuống bên dưới đường. Đi thêm khoảng một đoạn dài trên quốc lộ 50 thì nam thanh niên này điều khiển xe rẽ phải vào đường huyện lộ 91 và mất hút sau đó. Theo ghi nhận của phóng viên tin tức Mekong, những tờ giấy màu trắng do người phụ nữ ngồi sau có ghi thông tin vay tiền không thế chấp, chỉ cần chứng minh nhân dân và hộ khẩu thì vay được, không cần chứng minh thu nhập. Ngoài ra, trong tờ giấy này còn thể hiện lãi suất từ 1,3 đến 1,7%, 1 triệu thì lãi suất sẽ từ 13.000 đến 17.000 đồng một tháng. Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ tối qua ngày 22 tháng 9. Một con trăn bò nặng khoảng 25kg đã bò vào hiên nhà của người dân ở phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chủ nhà cho biết con trăn này tuy vừa mới nuốt một con gà của họ, nhưng nó tỏ ra khá hiền, không phá hoại đồ đạc hay tấn công con người. Con trăn sau đó được một người dân dùng tay không để bắt. Như quý vị đang chứng kiến, người đàn ông này cầm cái bao lớn trùm đầu con trăn, rồi kéo cái bao lên và hút gọn con trăn vào trong bao, sau đó buộc chặt đầu bao lại. Được biết con trăn này đang được rao bán cho ai muốn nuôi. Thank you.